Thớt gỗ, công việc di chuyển vẫn như hai thằng tớm ăn được không anh? Hai thằng tớm. Tăng làn đi đừng đứng cười em. Không anh. Ôi giời. Kẻ đi có bị lắc rung toàn này. Đi nó rung. Tắt đi. Ngon rồi đấy. Đấy, mua vài bao đấy, nhanh hết thôi. Được, cháu khỏe, đi còn đi số lùi. Đấy. Anh cười lên đừng ra mặt. Cỗ thủ công đấy cháu. Tùy đến rồi, đi đến rồi. Đi đến rồi. Trơn đấy. Vâng. Cái cười rất tươi. Ôi mẹ, tao thả nó vào đi, quay đâu đấy. Vào đi, sức xe vào đi. Mày đi ngược đầu. Được, được. Đặt lên, kệ lên cái cây. Ui, chú bỏ tay nó bỏ bạn phá sức lao động. Kê lên sư, kê luôn đi sư. Đi rẽ vào đi. Ô chú đi rẽ vào phát là chú phải. Rất khỏe. Rồi, anh đang đào bới. Tỏ vãi luôn. Cặp đôi hàng hóa đấy. Cặp đôi hoàn cảnh. Nó như nặng ấy. Nặng tăng bám vào tí đặng. Tao thì sao tao không chơi được mày chứ. Sao? Đúng cái chú là sao? Bốn người đây. Bốn góc. Đúng quả bốn người bốn góc đẹp đấy. Thấy chưa? Trông như khi quan tài ấy nhỉ. Nặng. À đây, bốn người. Tại đã di ra này, cho bốn người. Thôi. Mẹ. Đó. Yếu rồi. Dưới cái xe bò à?
đi, quay đi. Nhà viên không đi dép là trơn đấy. Ừ. Dép thì dép đi rồi. Một. Ô, sao thế? Nhầm hai. Một, hai, ba. Con trên là đốn. Dễ hơn. Ném. Nếu thì anh sức khỏe anh sức dùn đi để cho nó dưới đây à? Không dưới sức nuôi sức mày bịp mẹ hết chỗ đây. Ô, sao thế? Chú bình tĩnh chú nghe nó dọc vai, chú đã rụt thế. Gì vậy? Nó mới có dọc vai rồi chú đã rụt gì? Mất tinh thần như là chết rồi. Chẹp sẵn mấy hôm nay. Chú rồi. Mà anh em muốn gì anh về.
Thằng đấy. Thằng đấy. Miếng tôm nhá. Của tao đá miếng tôm. Rôn. Giả lãi miếng tôm đấy. Đấy, trả đấy. Mẹ mưa oai thế à. Nó là bọc bánh. Chân đẹp ơi. Đút cái đầu kia anh. Hả? Đi. Cú ở đây à? Cú đi, mẹ phế đéo cậy được. Ôi, chắc người yếu đéo cậy đi. Cú. Ai mà biết thông điếu đâu, lấy nước cấm thông điếu được. Đấy. Bật ra đi. Nghiêng nghiêng đấy là bán rồi, điếu rồi. Chỗ này nặng hết đó. Không biết.